Quý vị và các bạn thân mến, Phật Thích Ca Mâu Ni đã dự báo, sau 2.500 năm cũng chính là thời điểm hiện tại. Khi mà các tăng nhân trong Pháp của Ngài, tuy cạo trừ râu tóc, thân mặc cà sa, nhưng đa số trong đó họ đã phá hủy những giới cấm, thực hành thì không như Pháp. Họ là những tỳ kheo giả. Tuy nhiên, Phật Thích Ca Mâu Ni lúc bấy giờ đã nói một câu dự đoán cho tương lai của chúng ta. Đó là khi Ngài Pháp Luân Thánh Vương hay được gọi là Di Lặc, là một vị Như Lai thần thông tối cao, quảng đại. Ngài có một năng lực lớn nhất trong vũ trụ sẽ hạ thế, chuyển pháp, độ tất cả chúng sanh trong các giới. Liệu phải chăng người đó chính là Sư Thầy Thích Minh Tuệ, người mà nhân dân ta đang ca tụng ngưỡng mộ? Vâng, để cùng giải đáp những huyền bí này, ngày hôm nay Tuanet xin được phép chia sẻ và kính mong quý vị cùng đi khám phá một thứ tài sản khủng, kếch xù của Sư Thầy Thích Minh Tuệ đang được cất giấu trong chiếc túi, vẫn chưa được tiết lộ trong suốt 6 năm trời của Sư Thầy. Đầu trần chân đất, dầm mưa dãi nắng, đông về giá rét, lặn lội miệt mài, vượt Bắc vào Nam hành trình quốc bộ, ngày ngày đi khất thực, cơm chay một bữa, đói no chẳng màng. Những tiềm ẩn bên trong đó đã giúp cho Sư Thầy Minh Tuệ thu nhập và tích lũy được những gì mà quý giá đến như vậy. Vâng, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sư Thầy Thích Minh Tuệ khoe, tài sản khủng và đắt giá. Một người luôn từ chối nhận tiền từ người dân thì trong túi đồ bạn nghĩ, có gì đắt giá? Những câu nói mộc mạc, chân chất thật thà của một vị tu hành. Con chỉ nhặt vải ven đường, nơi nghĩa địa hoặc bãi rác. Những mảnh vải mà người ta đã bỏ đi. Con được một người dân cho tấm bạt để đề phòng khi trời mưa. Quý vị có thấy tấm bạt này được thầy rất trân trọng phải vậy? Kể từ khi có tấm bạt, thầy luôn gấp gọn đem theo bên người. Những giờ nghỉ trưa hay bữa thọ thực vào những hôm tiết trời khô ráo mát mẻ thì được thầy lấy ra kê làm chỗ để ngồi. Còn những khi đêm về, nếu trời mưa gió, thầy lại sử dụng tấm bạt này để căng lều trú mưa. Còn bây giờ, chúng ta hãy khám phá bí mật nằm bên trong cái túi mà thầy luôn đeo bên người này nhé. Và khi đổ đồ ở trong túi ra thì vàng, tiền, điện thoại đều là những thứ không có. Thay vào đó là một lưỡi dao lam, chiếc bật lửa, màu ống nhựa, mấy mảnh vải vụn, cái dây vải rách để phơi quần áo khi đã giặt ở sông hồ. Thầy có một cái đèn anh trai cho, để khi buổi tối có đi đâu còn phòng tránh được những tiềm ẩn rủi ro bên đường. Trong đống đồ còn có một chiếc kéo với cán cây ô, dù đã hỏng. Có một thứ rất quan trọng là mấy mảnh giấy được vẽ thành những tấm bản đồ. Những tờ giấy mặt sau của những tờ lịch treo tường rất cũ kỹ, mờ nhạt, bị phai nhòa theo dấu hiệu của 6 năm ròng rã. Thầy Minh Tuệ đã dùng nó để ghi chép lại những nơi, những địa điểm đã đi qua. Chắc thời đi học, thầy phải giỏi về địa lý và lịch sử lắm đây. Cũng đúng. Thầy từng học ở trường kỹ thuật xây dựng cơ mà. Phác họa một bản đồ đối với thầy chắc chắn không hề khó. Quý vị và các bạn thân mến, ngoài những thứ đó ra, thầy còn có cả tập kinh sách nữa đấy. Kinh sách của thầy không phải là từng quyển dày cộp hay nhiều tập, mà nó là những tờ nhỏ lẻ được thầy cuốn tròn rất cẩn thận đúc trong ống nhựa. Chính tỏ thầy luôn tranh thủ không ngừng học tập. Cái cách học và cuộn giấy của thầy như vậy đã gợi lên cho em nhớ lại cái cảnh thời xưa khi em còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông trung học. Được sinh ra ở vùng nông thôn nghèo khổ, sáng đi bộ 5 km đến trường, trưa tan học vội về ăn bát cơm hay củ khoai, mẩu sắn, rồi cầm con dao, cái dớ đuổi đàn trâu, mấy con bò ra đồng, lên núi gặm cỏ. Biết là tối về ăn cơm xong cũng 9 giờ đêm, khi ngồi vào bàn học là buồn ngủ díu cả mắt. Vì thế cho nên, trước khi đi chăn trâu, thả bò, em luôn tranh thủ chép những bài học, bài tập hay công thức mới ra mảnh giấy, rồi cuộn lại đem dắt thắt lưng hay cạp quần. Buổi chiều chăn trâu, nô đùa với tụi bạn, nhưng vẫn không quên cái nhiệm vụ thỉnh thoảng lôi mảnh giấy ấy ra và nhẩm học. Cái nhiệm vụ thứ hai quan trọng nhất là đến tối về, trâu bò con nào con ấy phải no, và kèm trên vai một bó dao hay đóm củi. Vâng, cảm ơn quý cô dì chú bác cùng các anh chị em đã cho em được xen ngang câu chuyện đời tư của mình vào hành trình của Sư Thầy Minh Tuệ như vậy ạ. Bây giờ mời quý vị tiếp tục trở lại với đống tài sản của Sư Thầy kính yêu này nhé. Tài sản của thầy trong túi đổ ra vẫn còn một thứ mà không thể thiếu nổi, đó là cây kim sợi chỉ. Một vật dụng giúp cho Sư Thầy sử dụng khâu y áo đấy. Trong quãng đường đi bộ hành, nhiều người hỏi những bộ y áo thầy mặc.
Đó có phải là áo cà sa không thầy? Thầy trả lời, ai muốn gọi áo cà sa thì gọi, hay y, hay áo cũng được. Còn đối với con, nó chỉ là những mảnh vải dùng để che thân. Thầy còn nói nhấn mạnh một câu. Cái này có phải gọi là áo cà sa không thầy? Vâng, không, được tùy theo. Áo cà sa khác à? Hay là... Ai muốn gọi cà sa thì cà sa, mà ai muốn gọi áo thì áo, ai muốn gọi y thì y. Nhưng mà như theo con gọi là cái tấm vải để quấn che thân thôi. Ừ. Cái tâm ấy, nếu mà cái tâm người đó mà tu hành mà thiện pháp và giữ tròn giới luật với nghiêm chỉnh, mà có giới có định ấy, họ mặc cái gì cũng cà sa. A la hán mà mặc cái tấm gì ở trên người là cũng là cà sa, nhưng mà một người mà phàm phu ở đời mà cho họ cái tấm cà sa đó, họ mặc lên cũng chả phải gọi là cà sa. Còn đây là lõi nồi cơm điện, món đồ mà thầy đã thay cho chiếc bình bát rất nhỏ đẹp, xinh xinh khi xưa lúc thầy còn tu ở sử dụng. Trước khi thầy được một cô buôn đồng nát ve chai cho thầy cái lõi nồi cơm điện cũ kỹ, méo mó, thì cái bình bát mà thầy sử dụng khi bộ hành là một cái xô nhựa màu trắng. Kể từ cái ngày có chiếc lõi nồi cơm, thì đây quả thật là một món đồ khiến người đời cho là quý báu và giá trị nhất. Nếu không vậy thì, tại sao cứ sơ hở là bị mất lõi nồi, bị đánh cháo lõi nồi? Trên đường đi bộ hành, thầy liên tục bị hỏi xin và gạ đồi vô điều kiện. Có một chị Phật tử sau khi đã gạ xin được chiếc lõi nồi của thầy, tỏ ra rất vui mừng, hoan hỷ, hạnh phúc. À, đủ lại cái bình bát. Con cũng không không chuẩn bị gì cả. Nhà con có một cái cảnh cũng được mội cũng hóa này. Là con phải cắt chiếc cho cái con được bá bông con hàn hệ con thay ra con thì lại cho thay cái đôi. À, Phật tử đủ cái bình bát nha, lấy bình bát của thầy về để lấy phúc đức. Cảnh tượng mà quý vị đang thấy chỉ là một trong những cái cảnh đổi trác vô điều kiện xảy ra rất nhiều lần rồi trên hành trình đi bộ của sư thầy Minh Tuệ. Có những vụ vừa được đổi trác vô điều kiện như vậy thì người ta tìm đến gạ mua lại của chị với giá 100 triệu Việt Nam đồng, nhưng chị cũng không bán. Chị cương quyết, 1,5 tỷ Việt Nam đồng cũng không bán. Lúc này em chợt nghĩ, sao không ai trả giá cho chị hơn 1,5 tỷ đi nhỉ? Chẳng hạn 1,5 tỷ thêm 5,000 hay 10,000. Cái giá chỉ cần cao hơn một chút thôi, có lẽ chị ấy cũng bằng lòng bán rồi đấy. Vâng, thưa quý vị khán thính giả mến yêu, câu chuyện về lõi nồi cơm điện, nó còn là một sự kiện muôn thuở. Chúng ta cũng chỉ hoan hỉ vui vẻ như vậy thôi. Quý vị thân mến ạ, về vật chất, chiếc túi thần kỳ của sư thầy Thích Minh Tuệ, trong suốt 6 năm trời ròng rã nó chỉ có vậy. Đó là tất cả những gì mắt thấy tai nghe, còn cái tài sản vô giá, kếch xù ở bên trong nó. Ý em muốn nói tới là tận trong sâu thẳm. Thật sự bản thân em cảm thấy chưa đủ trình độ, không đủ duyên để đánh giá. Việc này em nhường lại cho tất cả quý vị, tự mình thẩm thấu. Cái thứ giá trị nhất của thầy có được bao nhiêu, đều phụ thuộc vào sự cảm nhận của từng người nhé. Nhớ để lại bình luận cảm nghĩ của quý vị sau khi xem hết video này ạ. Còn bây giờ em phải tạm dừng video ở đây rồi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã chú ý theo dõi. Nếu đây là một video hay và ý nghĩa, hãy bấm cho em một like và lời bình luận. Ai chưa đăng ký kênh, hãy ủng hộ em một đăng ký. Và cũng đừng quên nhấn vào nút chuông theo dõi để được đón xem những video mới nhất được phát hành vào lần sau. Xin thân ái, chào tạm biệt. Ngàn vọng qua núi, tan tình tan ngơi hà tình. Giờ nhìn chung mây xuôi, duyên tình ai viết lên lời ca.